Nước mắt mà không có nước mắt luôn hơn vậy. À, bay cũng biết bao nhiêu tiếng để về đây để đến thăm mộ á, quá trời tuyệt vời tới. Dạ cảm ơn cô nha cô, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Này Giang Châu cô, này chú Giang Châu. Cảm ơn mấy chị em chạy nha. Dạ. Dạ cầm cái dù hương. Dạ. Đúng tiền thì cho ai, đưa tiền cho ai. À, à. Họ hỏi được cục tay, còn tính cái cây luôn. Rồi cô với các anh về. Dạ. 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 Bye bye anh nha. Cảm ơn. Rồi chè anh vô tốt thôi à. Rồi ok. Cô này ở Đức. Cô ở Đức về thả ghé giếng mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha cô chú anh chị. Đây là mộ cô Thanh Xuân Quệ. Quá đẹp luôn. Đó, gì là đẹp nè. Gì quá đẹp rồi nè Minh ơi. Cột lại gì quá trời đẹp rồi. Thấy chưa? Nó gom lại đẹp lắm nè. Nó thấy chưa? Còn để kia nó quá xè. Để xè kia mới đẹp kìa. Để xè là đẹp quá. Để nó xè quá nó không đẹp. Bớt đi. Tao hay khịa quá. Trên kia là tao nói vàng. Đúng rồi, tôi thánh thiện mà. Cung vậy nó đẹp nè. Có một cách cột khác là gì nè, mình vậy chơi cột xong vậy nè. Mua. Thử rồi. Còn cái dây không? Dây em ta. Dây nhiều đó, cắt đi. Mua nơ rồi mới chịu. Ăn hai cái chậu gom là đẹp ghê không? Vườn hoa ngũ sắc. Nữa để cái bảng selfie tắm 10.000 10.000. Selfie một tấm. Tắm 10.000 10.000. Không ai mua luôn. Ý là mình vừa mình canh cho nó vừa đủ hiểu không? Cắt không cũng vừa cũng như là cắt không thể dưng.
ôm vô đi. Được rồi đó mình nè, đẹp rồi đó. Mấy cái này mình nó ngã xuống đó. Đẹp ra ngoài. Đó, đẹp kỹ không? Thấy chưa? Gọn không? Được rồi đó. Không, cái đó bề đẹp bên trong. Cái bề đứng hiểu không? Không, anh ấy rồi đó nó không đều. Nó lại mớp bên hiểu không? Cái này được rồi đó. Cái đó được rồi đó. Tại cái này nó chủ yếu nó ra bên nó nở cái bông ra nữa đẹp lắm á. Rồi còn cái đó làm luôn. Chứ đừng ơi. Đây xin kết thúc video tại đây nha chú anh chị, chúc cô chú anh chị cuối ngày cuối tuần được nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị video tiếp theo nha chú anh chị. Ghi Minh, mình ở Đan Cột Hoa, cổng cộng.